Hợp nhé. 1 2 3 4 5 6 7. Dạ vâng, kính thưa cụ, công quốc bà, cô dì chú bác, cùng bạn nam nữ tình niên gần xa xa gần thân mến. Chuyện mời đẹp nhất của gia đình cũng như của cô dâu chú rể Thanh Toàn, cô dâu Thanh Huyền. Có lẽ chỉ còn ít phút nữa thôi thì chuyến xe hoa đón dâu của chúng ta sẽ chính thức có mặt cập bến tại đại gia đình Từ Gia của chú rể Thanh Tuyền trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngay lúc này đây cũng xin được trân trọng kính chào và mời các quý cụ ông, các quý cụ bà, cô dì chú bác cùng bạn bè nam nữ thanh niên gần xa xa gần thân mến sẽ cùng nhanh chân những bước di chuyển trở về phòng loan phòng cưới của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Cùng tương dự tiệc thức, tiệc nước, tiệc trà và cùng chung vui chúc phúc. Một ít phút nữa thôi sẽ chứng kiến câu chuyện tình yêu của Thanh Tuyền và Thanh Huyền. Ngay lúc này đây cũng xin trân trọng kính mời bộ phận lễ tân tiếp nước của gia đình sẽ cùng vui lòng di chuyển trở về phòng loan phòng cưới và xuất xuống những tuần trà yêu thương nhất để cùng cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị thân mến, quê hương hay từ thiêng liêng gắn bó trong trái tim của mỗi chúng ta. Để giờ ngày hôm nay với hai từ quê hương yêu thương ấy thì toàn thể quý vị đã cũng sắp xếp công việc riêng chung của mình trở về tham dự chúc phúc chúc duyên cho cô dâu chú rể trong ngày vui hôm nay. Với những lời ca tiếng hát cho lời cảm ơn lời chào tới toàn thể quý vị, vừa rồi ban tổ chức chúng tôi cũng đã gửi tới quý vị những ca khúc hay nhất của mình. Ngay sau đây thì anh cũng xin được gửi tới toàn thể quý vị với những bản tình ca hay nhất viết về quê hương và tình yêu. Và xin mời quý vị sẽ cùng trở về với nhạc phẩm quen thuộc. Và xin mời quý vị cùng trở về với những làn điệu cũng như những ca khúc trữ tình viết về quê hương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thank you.
sẽ không lớn nổi thành người. Hãy từ quý vương mãi mãi gắn bó trong trái tim của mỗi chúng ta để rồi. Và thân thưa quý vị, mặc dù đi xa đi gần thì cũng mãi mãi luôn quay trở về cùng với hai từ quý vương thiêng liêng yêu thương. Ngay lúc này đây thì một lần nữa ban tổ chức chúng tôi xin được thay lời đại gia đình của chú rể trân trọng kính chuyển và mời tất cả quý vị, những ai còn đang đến phía ngoài cổng chào cổng hoa của đại gia đình thì sẽ cùng nhanh chóng di chuyển trở về phòng loan phòng cưới của chúng tôi và lựa chọn cho mình một chỗ ngồi đẹp nhất để cùng tham dự chung vui chúc phúc cho một trận cưới của cô dâu chú rể buổi trưa ngày hôm nay. Và một phần lễ tân tiếp nước của gia đình đã duy trì những hàng ghế xinh tươi ngay ngắn để cùng chào đón sự hiện diện của toàn thể quý vị. Trân trọng kính mời hân hoan chào đón và đón tiếp trong buổi trưa ngày hôm nay. Thân mến, một lời ca bằng ba lời chúc và hát một lúc bằng chục chén từ đây đúng không ạ? Và trong một chương trình lúc này thì đã có một vài cô bác anh chị đã có mặt chung vui chúc phúc cho cô dâu chú rể rồi. Liên tục những lời ca tiếng hát thì anh em ban nhạc bộ phận kỹ thuật của chúng tôi cũng như trung tâm tổ chức sự kiện Thanh Huyền sẽ được gửi tới quý vị một ca khúc song ca tiếp theo với một ca khúc đi cùng năm tháng vô cùng quen thuộc. Và chúng ta cùng chào đón sự hiện diện lên sân khấu tiếng hát của anh Xuân Hiểu với một nhạc phẩm được mang tên Giận Mà Thương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Vâng, và để góp vui chương trình công đoàn văn nghệ được chúc mừng hạnh phúc cho các bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay thì ekip chương trình của chúng tôi cũng liên tục mang những lời ca tiếng hát để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị cùng đón nghe. Giận dễ gì đã có
Đến để tục tiếp lời mời những người ca tiếng hát thì một lần nữa có lẽ là ngay lúc này đây cùng trong cổ hoa của đại gia đình vẫn đang vô cùng rộng mở để chào đón những tình cảm yêu thương của toàn thể quý vị. Trân trọng kính mời quý vị cô bác anh chị còn đang ở bên phía ngoài cổ hoa thì hãy cùng nhanh chóng di chuyển trở về và lựa chọn cho mình một chỗ ngồi ổn định nhất tham dự chương trình giao lưu văn nghệ chờ đón với đoàn đón dâu của chúng ta. Tiếp tục chương trình thì Thủy Ánh và Xuân Hiểu xin gửi tới quý vị với một nhạc phẩm tiếp theo, một ca khúc được cùng năm tháng với ca khúc mang tên Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ. Xin quý vị cùng lắng nghe. Với hai ca khúc viết về quê hương đất nước đã gửi tới tận tới quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và có lẽ kính thưa quý vị, chỉ còn ít phút nữa thôi thì chuyến xe hoa của chú rể Thanh Toàn cùng với cô dâu Thanh Huyền sẽ chính thức có mặt của bến tại quê hương Gia Lương Tân Liêu trong buổi trưa ngày hôm nay rồi. Một lần nữa thì ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời phận lễ tân tiếp nước của gia đình hãy cùng nhanh chóng di chuyển trở về phòng loan phòng cưới của gia đình và kê trình đại nhà hàng ghế nhỏ xinh, làm tốt công tác chuẩn bị mời nước mời thuốc mời chào và có lẽ là ít phút nữa thôi sẽ cùng chào đón những tình cảm yêu thương nhất của phái đoàn đón dâu sẽ có mặt hiện diện tại quê hương yêu thương của chúng ta. Ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng trở về với những lời ca tiếng hát của MC Quang Huy. Và xin mời anh Huy sẽ cùng trở về sân khấu ạ. Xin mời. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý thân mến, truyền lời đặc biệt nhất của gia đình và chú rể Thanh Toàn, trân trọng được kính mời toàn thể quý vị đại biểu các anh chị và các bạn trẻ nam nữ thanh niên chúng ta cùng bớt chút thời gian vào ngày của mình tiếp tục trở về phòng cưới phòng trà phòng đón tiếp của gia đình nhà trai chúng tôi hân hoan để chào đón quý vị đại biểu các anh chị trong ngày hôm nay. Theo lịch trình của gia đình cũng như chú rể điện về cho trung tâm được biết, phái đoàn của gia đình nhà trai và gia đình nhà gái cùng trên chuyến tàu hạnh phúc đang về tới Gia Tân, chỉ còn 6 phút nữa thôi là có mặt tại phòng đón tiếp của gia đình nhà trai. Trân trọng kính mời các bác anh các chị đã được gia đình bố trí phân công trong bộ phận tiếp tân, trong bộ phận đón tiếp phái đoàn của gia đình nhà gái. Chúng ta cùng tập kết tại ngoài cổng và gặp anh Văn làm trưởng đoàn cũng như để chào đón phái đoàn của gia đình nhà gái cùng trở về trong ngày hôm nay. Thay mặt gia đình bạn hình chúng tôi một lần nữa được trân trọng thông báo và kính mời. Kính thưa quý vị thân mến, yêu nhau thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng còn đường xa mà đá vàng cũng quyết, vòng ba cũng liều. Và có lẽ là nhận được lời mời đẹp nhất của đại gia đình chú rể Thanh Toàn thì các quý vị đã sắp xếp công việc riêng chung của mình trở về đây tham dự chung vui trong tiệc nước, tiệc phước, tiệc trà và đặc biệt hơn nữa. Một ít phút nữa tôi sẽ cùng chúc phúc, chúc duyên cho cô dâu chú rể trong lễ thành hôn. Ngay lúc này đây có lẽ chỉ còn 6 phút nữa thôi thì chuyến xe hoa của chú rể Thanh Toàn sẽ chính thức có mặt hiện diện tại quê hương Gia Lương yêu thương rồi. Một lần nữa ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể bà con cô bác còn đang bên ngoài cổng chào cổ hoa nhanh chóng di chuyển trở về những giấy bàn tiệc đã chuẩn bị sẵn sàng và cùng với những chén trà yêu thương nhất của chúng tôi và chung vui chúc phúc cho cô dâu chú rể ngày vui hôm nay. Vâng, xin được cảm ơn quý vị đã dành những tình cảm trở về đêm vui. Và theo như bác trưởng đoàn cũng cho gia đình được sắp xếp, phái đoàn cỏ gia đình nhà gái đưa cô dâu trở về gia đình nhà trai rất là đông, trên 200 người. Vì điều kiện chỗ ghế không đủ nên cô bác anh chị của gia đình nhà trai chúng ta sẽ bằng tình cảm mến khách sẽ dành lại toàn bộ số ghế cho phái đoàn cỏ gia đình nhà gái. Khi gia đình nhà gái ngồi ổn định xong còn ghế thì phái đoàn cỏ gia đình nhà trai chúng ta sẽ tiếp tục ngồi vào để đón tiếp phái đoàn cỏ gia đình nhà gái trong buổi trường hôm nay. Trân trọng được kính mời đại diện cỏ của phái đoàn gia đình nhà trai, những ai đã được bố trí tiếp tân, chúng ta cùng đứng lên và ra cổng cùng bác trưởng đoàn chào đón phái đoàn cỏ gia đình nhà gái và gia đình nhà trai trở về trong buổi trường hôm nay. Trân trọng được kính mời.
quý đại biểu các anh chị và các bạn trẻ, nam nữ thanh niên thân mến, đúng thật là chuyến xe hoa đi qua những chặng đường cao tốc và qua những nhịp cầu như nhắn nhủ cùng ai gõ vắng năm xưa còn trong kỷ niệm. Phút ân tình xin gửi gắm lại hai quê hương Hà Tây và quê hương Hải Dương sẽ được ngồi cạnh bên nhau để siết chặt tình cảm đoàn kết, chúc mừng hạnh phúc cho đôi đời. Thay mặt gia đình và chú rể, Thanh Toàn trân trọng được kính mời quý vị đại biểu chúng ta còn đang bận rộn công việc riêng tư, hãy dành những tình cảm trở về phòng đón tiếp của gia đình, ăn chầu nước để chúc mừng cho đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc. Thay mặt gia đình được trân trọng kính mời và kính mời. Kính thưa quý vị thân mến, chén trà xanh thắm tình anh họ, bằng miếng trầu cây sẽ thắm đỏ đôi em. Và ngay lúc này đây thì một lần nữa xin được thay lời đại gia đình chú rể Thanh Toàn. Có lẽ chuyến xe hoa của chúng ta đang từ từ di chuyển trở về phía cổng chào cổng hoa của đại gia đình rồi. Xin mời toàn thể quý vị và con cô bác hãy còn đang đứng bên phía ngoài cổng chào cổng hoa, hãy còn đang ở bên những nhà xóm lân cận sẽ cùng nhanh chóng di chuyển trở về đi ạ. Trân trọng và kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng trở về và tham dự chung vui chúc phúc cho đại lễ thành hôn của chú rể Thanh Toàn, cô dâu Thanh Huyền. Hãy vui hạnh phúc lứa đôi hôm nay. Sự đón tiếp của gia đình cũng đến rồi. Trong ban đầu chúng tôi được trân trọng kính mời quý nhân khách xa cho tới khách gần, nhanh chân nhẹ bước để chọn riêng cho chỗ ngồi. Ngoài sân nhà chỉ có thế thôi, khéo đứng khéo ngồi ta vẫn cứ vui. Kính thưa quý vị các anh chị và các bạn thân mến, con người Việt Nam chúng ta trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, một xuân đến những bông hoa chen nhau đua nở. Và mùa đông cũng là mùa tình yêu, mùa hạnh phúc của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Các bạn họ yêu nhau có thể nói nhau rằng yêu nhau như thể con tầm, cùng chung một kén sẽ cùng nằm một đia. Yêu nhau như thể núi cao, yêu nhau như thể sóng trào biển đông. Trong giây phút hạnh phúc của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, trân trọng được kính mời. Thuyền em trôi vào ánh sáng, anh sang lòng tươi.
trời quê anh, một cù lao xanh, một dòng dầu xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương. Quên mãi qua sông đủ người mây mông, bằng lòng đi em quay nhỏ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chú rể, xin trọng kính chào lời mời các quý cụ ông, các quý cụ bà, các
Thưa gì chú bác cùng quý vị quan khách sẽ cùng nhanh chóng di chuyển trở về những dãy bàn tiệc đã sẵn sàng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị các anh chị và các bạn thân mến, mời cô dâu và chú rể sẽ vào trong nhà để làm lễ thắp hương tri ân. Trân trọng được kính mời toàn thể quan viên họ chúng ta hãy cùng trở về hội trường của gia đình, ăn trầu uống nước để chúc mừng cho đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc. Mọi người đến đây với tấm lòng phấn khởi, hoa tưng bừng khoe sắc thắm đua vui. Mọi người đến đây cũng rạo rực bồi hồi mừng xuân mới 100 năm hạnh phúc và thấy chim bay giao ước hẹn tình xưa. Chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong hạnh phúc và chào đón phái đoàn của gia đình nhà trai cũng như gia đình nhà gái chính thức trở về phòng cưới của gia đình, bày tỏ tình cảm mến khách của gia đình chúng tôi qua một ca khúc được mang tên Khách đến chơi nhà. Để bày tỏ tình cảm mến khách của gia đình, mời quan viên họ chúng ta cùng trở đây ăn trầu nước chúc mừng nữa đôi. Mời cô dâu và chú rể vào trong nhà làm lễ thắp hương gia tiên để trở ra phòng cưới của gia đình trong ít phút nữa. Trân trọng được kính mời. Thưa quý vị thân mến, con người có tổ có tông mà như cây có cội như sông có nguồn, cây có cội nở cành xanh lá, nước có nguồn với bảy dòng sông Xô. Và đôi bạn trẻ có được hạnh phúc ngày hôm nay đó chính là nhờ giáo dục sinh thành của hai bên gia đình. Xin mời chú rể Thanh Toàn, cô dâu Thanh Huyền sẽ cùng nắm tay nhau di chuyển trở về và thắp lên những tuần đường sớm nhất kính cáo với tổ tiên, cho phép cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ chính thức lên nghĩa vợ chồng. Nếu lúc này đây, chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị đều khách quý sẽ cùng nhanh chân nhẹ bước di chuyển trở về và lựa chọn một chỗ ngồi ổn định nhất trong chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Trân trọng kính mời toàn đoàn chào đón diện diện của toàn thể quý vị. Một ngày video toàn thể các anh chị và bạn thân mến, giờ đây phái đoàn của gia đình nhà trai và gia đình nhà gái đã chính thức trở về phòng đón tiếp của gia đình. Trân trọng được kính mời quan viên họ chúng ta cùng trở về đây ăn trầu nước để chúc mừng cho đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc, bày tỏ tình cảm mến khách của gia đình nhà trai chúng tôi. Hân hoan được chào đón quý vị và các bạn rất nhiều. Giờ đây thì dạp bắc xong rồi, kế thân đầy đủ ta thời tính sao, quý khách chúng ta cùng vào ăn trầu nước để chúc mừng hạnh phúc cho đôi đôi. Thay mặt gia đình và chú rể Thanh hoàn toàn trân trọng được kính mời quý vị đại biểu các anh chị chúng ta cùng trở về đây ăn trầu nước để chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong hạnh phúc. Để cô dâu và chú rể vào trong nhà để làm lễ thắp hương gia tiên, trân trọng kính mời cô dâu và chú rể vào nhà làm lễ thắp hương gia tiên. Mời quan viên đại họ và phái đoàn của gia đình nhà gái chúng ta sẽ vào hội trường khán đài A của gia đình ăn trầu uống nước để phái đoàn của gia đình nhà trai được bày tỏ và tiếp đón gia đình nhà gái. Trân trọng được kính mời. Quý vị thân mến, kính cùng chào cờ hoa của đại gia đình chú rể Thanh Toàn vẫn đang vô cùng rộng mở trong tình cảm yêu thương, hân hoan chào đón sự diện của các đoàn nhà gái. Và có lẽ trải qua một đoạn đường dài gần 100 km, thì ngay lúc này đây phái đoàn của họ nhà trai chú rể Thanh Toàn đã đón được cô dâu Thanh Huyền trở về quê hương gia lương yêu thương ngày hôm nay. Ngay lúc này đây xin được thay lời ban tổ chức đỡ lời đại gia đình chú rể Thanh Toàn trân trọng kính mời các cụ ông các cụ bà cô dì chú bác cùng bạn bè nam nữ thanh niên trở về từ mọi miền quê hương sẽ cùng nhanh chân nhanh bước di chuyển và chào đón hiện diện tại sân khấu hôn thuyết phúc của cô dâu chú rể ngày hôm nay. Trân trọng kính mời và hân hoan chào đón. Vâng, kính mời toàn thể quý vị các anh chị và bạn thân mến, trải qua một chặng đường rất dài và phái đoàn của gia đình nhà trai và gia đình nhà gái cùng chờ về đây để đoàn tụ trong buổi chiều này. Phái đoàn của gia đình nhà trai và gia đình nhà gái sẽ được chào đón nhau và những tình cảm yêu ái nhất để chúc mừng cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc, cũng như để siết chặt tình cảm đoàn kết giữa quan viên đại họ cùng chúc mừng chờ đôi đôi. Và sau đây một ca khúc được mang tên Khách đến chơi nhà, trung tâm âm nhạc sẽ gửi tới quý vị. Mời quý vị chúng ta cùng trở về hội trường ổn định chỗ ngồi của mình, ăn trầu uống nước và chờ đợi cô dâu và chú rể làm lễ thắp hương gia tiên sẽ trở ra phòng cưới phòng trà để đón tiếp quý vị các anh chị hôm nay. Vì điều kiện của gia đình hơi chật chội, cô anh chị của gia đình nhà trai chúng ta đã bày tỏ tình cảm mến khách đón tiếp với đoàn của gia đình nhà gái trong khán đài A ngày hôm nay. Trân trọng được kính mời. Thưa quý vị thân mến, mấy khi đến chơi nhà em đi trắng ấm pha trà mời người chơi, trà này quý vậy người ơi, mỗi người mỗi chén để cho cô dâu chú rể được vui lòng. Và với những chén trà yêu thương thì đó cũng chính là những lời chào, lời cảm ơn đến từ đại gia đình chú rể Thanh Toàn sẽ được gửi tới toàn thể hội hôn trong ngày vui hạnh phúc của đời hôm nay. Anh sẽ không khóc thương cho rằng
TV trong 100 ngày đầu nhất là to lên lên cổ vũ cho quân công chú giải trong ngày nay. Mời quân công và chú giải lên sân khấu. Chuyến xe hoa đi qua những chặng đường cao tốc, qua những nhịp cầu như nhắn nhủ cùng ai, ngõ vắng năm xưa còn trong kỷ niệm. Phố Đơn Tình xin gửi gắm lại hai quê hương Hà Tây và quê hương Hải Dương, sẽ được bên cạnh bên nhau để siết chặt tình cảm đoàn kết gắn bó cao sơn và để chúc mừng hạnh phúc cho đời đời. Lời đầu tiên thay mặt cho gia đình nhà trai và thay mặt cho cô dâu và chú rể, và để chúng tôi xin được gửi lời chào đặc biệt nhất tới toàn thể các cụ ông cụ bà bách niên dài đáo. Xin chào tất cả người hiền, chào cô có má lốm đồng tiền dễ thương, và chào những người nhiều tiền nhiều bạc, chào những người hát nhạc nói nho. Cầu cho tất cả ấm no, sẽ có một buổi trưa ngày hôm nay tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và ban tổ chức chúng tôi chính thức tuyên bố buổi lễ thành hôn của cô dâu và chú rể chính thức được bắt đầu. Vâng, tên những chàng trai nông dân đây nào, to lên để cổ vũ và chúc mừng. Trên sân khấu này là hai bông hoa rực rỡ nhất, đẹp nhất ta đứng trên sân khấu để chúc mừng hạnh phúc trần đời, chúc mừng cho đôi bạn trẻ trăm hạnh phúc vừa bày tỏ tình cảm trong buổi hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị. Khi quý vị thân mến, cứ lẽ trải qua đoạn đường dài yêu thương tìm hiểu, và đặc biệt trải qua những mùa Covid vô cùng căng thẳng vừa qua, thì chú rể Thanh Toàn và cô dâu Thanh Huyền đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Anh về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta, em thì về thưa với mẹ cha cũng đồng ý cho ta lấy mình. Để rồi ngày hôm nay ngày lành tháng tốt cho cô hẹn hò, được sự thống nhất của hai bên gia đình cũng như được sự cho phép của chính quyền hai địa phương, thì chú rể Thanh Toàn, cô dâu Thanh Huyền sẽ chính thức nên vợ thành chồng. Ngay lúc này đây trên sân khấu của chúng ta, đó chính là hai bông hoa đẹp nhất, tân gia nhân, tân lang của chúng ta, trong vụ niềm vui vô cùng hạnh phúc trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Và chúng ta cùng hoan hỉ một tràng tay đôi thật lớn để cùng chúc mừng. Chúc mừng. Kính thưa toàn thể quý vị, cô bác anh chị và các bạn trẻ, nam nữ thanh niên thân mến, hạnh phúc non sông hạnh phúc nhà, đẹp tình đất nước thắm tình ta, chú rể ơi hồn nhiên lên nhé. Và để cô dâu cũng hé những nụ cười, cho đời mãi mãi xanh tươi, cho tình ta mãi một đời thủy chung, gần thì chẳng bén duyên cho, xa xôi cách mấy lần đò cũng qua, yêu nhau chín bò năm mười, yêu nhau dù nửa nụ cười vẫn còn yêu, yêu từ kiểu đứng dáng đi, yêu lúc rửa bát, yêu khi đi làm về. Hôm nay đưa cô dâu sang bên nhà chồng, bà con cô bác ai ai đều mừng, trước đàn lời nói đi cùng và sau đàn nói với phòng loan đôi đời. Tiếp tục chương trình, trân trọng kính mời bác đại diện của gia đình nhà gái lên sân khấu
có đôi lời phát biểu và trao dâu. Trân trọng kính mời bác đại diện của gia đình nhà gái. Xin quý vị chúng ta lồng nhiệt một tràng pháo tay thật to lên để cổ vũ cho bác đại diện của gia đình nhà gái. Trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ cùng toàn thể cô dì chú bác cùng bạn bè nam nữ thanh niên, cũng được sự đồng ý của hai bên gia đình, tôi đại diện cho họ nhà gái xin chúc các cụ, các bà cùng toàn thể cô dì chú bác, bạn bè làng xóm có một sức khỏe mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Thế là sau đây tôi cũng là bác của cháu Hiền, là đại diện của bên họ nhà gái, cũng đưa cháu Hiền về bên gia đình nhà trai để tổ chức hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Thì là xin hết ạ, sau đây là giao cho xin cảm ơn lời phát biểu ngắn gọn xúc tích và vô cùng là vui tươi phấn khởi của bác trưởng đoàn đến từ đoàn nhà gái. Như vậy thì với những lời phát biểu của nhà gái thì nhà gái đã phát đủ rồi, thì nhà trai chúng ta cũng phải đỡ lời dăm câu đúng không ạ, để cho bên rể bên dâu và để cho Hà Nội và Hải Dương sẽ chính thức cái tình thông ra. Ngay lúc này thì bác trưởng đoàn ơi, hãy cùng phát biểu đôi lời cùng với phóng loan ạ, xin mời bác ạ. Xin quý vị một tràng pháo tay để cổ vũ cho bác đại diện của gia đình nhà trai. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể khách quý trong phòng quý hôm nay, thay mặt họ nhà trai tôi xin phát biểu ý kiến như sau. Trong quá trình tìm hiểu của và lựa chọn của cháu Toàn và cháu Huyền đã đến thống nhất, và hai gia đình đã đồng ý, chính quyền của hai địa phương đã nhất trí hôm nay là ngày lành tháng tốt, là gia đình nhà ông Thắng đã long trọng tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Và sau qua lời của bác đại diện của nhà gái đã chào dâu, thay mặt gia đình nhà trai chúng tôi đã công nhận cháu Huyền là dâu con của gia đình chúng tôi ở đây nói chung và gia đình ông Thắng nói riêng. Thế nên là chúng tôi đã ghi nhận và rất chân thành cảm ơn sự diện diện có mặt ở đây của tất cả các vị khách quý và các cụ ở đây đã đến bớt chút thời gian đến dự. Xin chân thành cảm ơn. Xin quý vị một tràng tay thật to để cổ vũ cho đại diện của gia đình nhà trai. Mời hai bác bắt tay nhau để chúc sức khỏe và mời hai bác bắt tay nhau. Vâng, xin quý vị một tràng. To lên. Có lẽ là với như là phát biểu của hai bác trưởng đoàn thì tôi nghe nào chúng ta này đã gần rồi mà đội viên này họ sẽ chính thức kết tình thông gia. Tình thông gia hai nhà như một gánh nặng đôi bên san sẻ ra. Chúc cho tình cảm hai nhà trăm năm gắn kết đậm đà tình duyên. Và vừa rồi thì hai bác trưởng đoàn đã bắt tay nhau rồi, thì quý vị ơi hãy cùng dành một tràng tay thật lớn để cùng chúc phúc cho bạn trẻ trong ngày vui hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, các anh chị và các bạn trẻ nam nữ thanh niên thân mến, cô dâu chú rể hôm nay thoáng nhìn ai cũng nhận ra ngay chẳng nhầm, mà cô dâu thì má phấn môi hồng, đứng cạnh bên chồng đẹp tựa làng tên. Và chú rể nói cô dâu rằng bao ngày anh ước gần xa, hôm nay anh đã được tặng hoa cho nàng, bông hoa màu tím anh yêu, anh gài những tóc người yêu mong chờ. Em ơi đừng có nghi ngờ, tình anh chỉ có bến bờ là em, anh đã đi vùng quanh trái đất và chỉ có em người duy nhất anh yêu, vàng bạc kia còn thua kém em nhiều, tình tha thiết không có gì sánh nổi. Giờ đây ban tổ chức được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chính thức trao nhẫn cưới cho nhau. Trước sự chứng kiến của toàn thể quan viên họ, trân trọng được kính mời. Vâng, xin quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay nồng nhiệt thật to lên để cổ vũ và chúc mừng. Thưa anh thân mến, ngay giây phút này đó chính là giây phút đăng quang hạnh phúc nhất của cô dâu chú rể, và trải qua rất nhiều thời gian để tự tìm hiểu, đặc biệt trải qua những chặng đường dài yêu thương, thì chú rể và cô dâu đã cùng về chung một nhà, chung chăn chung gối, chung phong chung màn và chung lương ngày thở tiếng than, chung cha chung mẹ, chung cả một đàn con thơ. Và có lẽ ngay lúc này đây nhấn cho tay lời muốn nói tình yêu này ta dành trọn cho nhau, và chúng ta đã chứng kiến giây phút khoảng khắc vô cùng thiêng liêng. Chú rể cô dâu ơi, hãy cùng và đưa xin một tràng pháo tay nào. Vâng, xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Đúng thật là ngày xưa nhẫn cỏ cho em, giờ lấy kim nhẫn lồng trao tay. Anh trao cho em chiếc nhẫn này, cầu mong hạnh phúc suốt đời thủy chung. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ngày vui trọng đại bao la,
nhìn hai con hạnh phúc lòng cha mẹ nở hoa rạng rỡ. Tiếp tục lên sân khấu và được chúc được trân trọng kính mời đại diện của gia đình là mẹ chồng và bố chồng lên sân khấu có món quà để trao tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Xin vị lồng nhiệt một tràng pháo tay to lên để cổ vũ và chào đón. Kính thưa quý vị thân mến, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Cha mẹ nào sinh con ra nuôi con trưởng thành cũng đều mong muốn con cái mình được hạnh phúc trọn vẹn. Và ngày hôm nay, trong niềm vui hạnh phúc của chú rể Thanh Toàn của dâu Thanh Huyền, với những bậc sinh thành với những món quà ấp ủ đã để dành rất lâu rồi sẽ chính thức được trao trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Đó chính là những tình cảm yêu thương nhất. Căn dặn hai con hãy nắm chặt bàn tay nhau, gắn bó trọn kiếp trọn đời. Và chúng ta hãy cùng hoan hỉ. Vâng, một cháu đây thật lớn không ạ? Vâng, một món quà tình cảm của mẹ chồng đã trao cho con dâu trong buổi trường này. Và tiếp tục là món quà của bố sẽ trao cho con trai nhân dịp trân trọng ngày hôm nay. Trân trọng kính mời Phúc Thắng sẽ trao cho chú Đại Toàn quay sang bên. Xin quý vị lồng nhiệt những tràng pháo tay thật to nữa để cổ vũ và chúc mừng. Chất chiêu sự gió cả cuộc đời, ngày vui hạnh phúc của hai con. Hai bác có món quà để trao tặng chúc cho cô dâu và chú rể hạnh phúc bên nhau. Một lần nữa trân trọng kính mời. Ban tổ chức được trân trọng kính mời lên sân khấu là em trai của chú rể có món quà để trao tặng hai bác đứng nguyên. Mời em trai của chú rể có món quà để trao tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Xin quý vị lồng nhiệt một tràng pháo tay thật to lên để cổ vũ và chúc mừng. Vâng. Trên sân khấu của chúng ta lúc này đó chính là hiện diện đông đủ vô cùng yêu thương của đoàn gia đình chú rể Thanh Toàn. Vâng, xin được thay lời cô dâu chú rể trân trọng cảm ơn người cha người mẹ thân yêu đã mang nặng đẻ đau sinh thành và cho con cuộc sống hạnh phúc đủ đầy hôm nay. Cũng xin được cảm ơn người em, người đồng hành luôn luôn cùng với chú rể Thanh Toàn trong chặng đường xây dựng và phát triển, và đặc biệt ngày hôm nay trong niềm vui của anh chị thì những món quà thân yêu, những món quà vật chất cũng chính là những tình cảm yêu thương nhất dành tặng chúc phúc cho Thanh Toàn và Thanh Huyền. Và quý vị đừng quên những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Vâng, những tràng pháo tay đồng nhiệt thật to để cổ vũ và chúc mừng. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Trên sân khấu lúc này là đại gia đình của phái đoàn gia đình nhà trai bằng tình cảm để chúc mừng cho cô dâu và chú rể 150 phút. Chúc mừng cô dâu và chú rể trong ngày vui ngày hôm nay. Được sự chứng kiến của toàn thể quan viên họ bốn bên các cơ quan đoàn thể cùng trở về đây để chúc mừng, chúc cho cô dâu và chú rể 150 phút. Mời các bác trở về vị trí của mình. Và tiếp tục lên sân khấu, quan là chúng tôi được trân trọng giới thiệu đến từ phái đoàn của gia đình nhà gái, đó là mẹ cỏ cô dâu cũng có món quà để trao tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. Trân trọng kính mời là bố mẹ của cô dâu, trân trọng được kính mời. Vâng, ban đầu chúng tôi được đính chính này vì những món quà tình cảm của gia đình nhà gái cũng đã được trao rồi và phái đoàn của gia đình nhà trai trong ngày hôm nay. Và giờ đây ban tổ chức chúng tôi trân trọng được kính mời quý vị chúng ta hãy cùng hướng lên sân khấu để chứng kiến sự kiện cô dâu và chú rể sẽ làm nghi thức rót rượu cưới trong ngày vui hạnh phúc năm nay. Trân trọng được kính mời cô dâu và chú rể sẽ đứng sang một bên và làm nghi thức rót rượu cưới. Chúc mừng hạnh phúc cho đôi đôi. Thưa quý vị thân mến, nghi thức tiếp theo trong ngày lễ thành hôn hôm nay chúng ta được chứng kiến với hình ảnh vô cùng như thương sống động đã sắc màu trong niềm vui niềm hoang ca với tiểu nhạc rộn ràng. Chú rể hãy khui chơi xung quanh đầu tiên đi ạ, hãy mở chiếc dây thép đầu tiên đi ạ. Có lẽ là lần đầu tiên được làm chuyện này chú rể. Mời ban tiếp tân, vâng, ban tiếp tân làm cho chú rể. Xin chúng ta lồng nhiệt tiếng chào mừng thật to lên để cổ vũ và chúc mừng cô dâu cùng chú rể. Tay trong tay bỏ hoa ra, bỏ hoa ra giống tay trong tay rót đi được cao nhất. Chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong ngày nay. Vâng, kính thưa các anh chị thân mến, ly rượu hồng hòa quyện với làn khói trắng biểu hiện tình yêu trong trắng và hạnh phúc của cô dâu và chú rể đã được cô dâu và chú rể đều bày tỏ tình cảm, đã cùng tay trong tay chung sức chung lòng rót ly rượu để chúc mừng hạnh phúc cho đôi đôi. Xin quý ta lồng nhiệt những tràng pháo tay thật to nữa để cổ vũ và chúc mừng. Những người thân mến, những dòng rượu màu hồng đang được hòa quyện cùng với màu trắng của đá khói, giống như dòng máu con tim của chú rể Thanh Toàn cô dâu Thanh Huyền đang bắt đầu hòa quyện làm nhau. Hai mà một, một mà hai, hai lại là một. Và từ giây phút này thì cô dâu chú rể sẽ chính thức lên vợ thành chồng, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc với đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Rượu này rượu nghĩa rượu tình, rượu khác rượu phượng, rượu bình rượu ta. Và xin mời chú rể tiếp tục vui chơi sâm banh thứ hai. Vâng, và chơi sâm banh thứ hai thì chú rể ơi, hãy rót hai chiếc ly xinh xắn trên bàn để sẽ cùng với người vợ thân yêu của mình uống rượu giao môi trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Ngày vui hạnh phúc em và
Kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, trong chương trình này được cô dâu và chú rể cũng đã hùng tay trong tay rót nước ly rượu để hòa quyện trong làn khói hôm nay để chúc mừng hạnh phúc chia đôi. Chúc mừng cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc. Và xin quý vị lồng nhiệt một tràng pháo tay thật to lên để cổ vũ và chúc mừng. Rồi, xin tặng được kính mời. Mời cô dâu và chú rể sẽ đứng sang bên cạnh này để làm nghi thức cắt bánh cưới. Trân trọng được kính mời. Vâng, cô dâu và chú rể đứng hai bên. Bây giờ ban tổ chức đếm 1, 2, 3 thì cô dâu và chú rể lần lượt cắt đôi ba chiếc bánh ngày hạnh phúc ngày hôm nay. Vâng, cứ bình tĩnh, chúc mừng đi ạ. Vâng, chúc mừng cô dâu và chú rể hôm nay. Và ban tổ chức được trân trọng kính mời hai bác đại diện tối cao nhất của hai đoàn lên sân khấu. Tiếp tục lên sân khấu, trân trọng kính mời hai bác. Và trân trọng kính mời chú rể sẽ lâng ly rượu mời bác nhà gái, và cô dâu sẽ lâng ly rượu mời bác nhà trai để bày tỏ tình cảm của cô dâu và chú rể cũng như để chúc mừng. Toàn mời bên bác nhà gái và cô dâu sẽ quay bên này mời bác nhà trai. Xin quý vị chúng ta một trăm bát tay đồng nhiệt thật to lên để cổ vũ đáp lại tình cảm của mình. Và giờ đây ban tổ chức được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể mỗi người một ly. Quý vị thân mến, trên sân khấu chúng ta lúc này đó chính là sự hiện diện đông đủ của hai họ với nghi thức uống rượu chúc mừng, chúc phúc, chúc duyên. Và quý vị hãy giơ tất cả những chiếc điện thoại smartphone của mình lên ạ. Và những nhiếp ảnh ra ơi, hãy cùng ghi lại khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc ngày hôm nay. Bây giờ chú rể hãy đan chéo tay nhau đi ạ, xích lại gần nhau gần hơn chút nữa được không ạ? Và 3, 2, 1, một tràng tay thật lớn để chúc mừng. Chúc mừng. Vâng, ly rượu hạnh phúc nhất hai bác chứng kiến. Mời hai bác nâng ly để chứng kiến hạnh phúc, để chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. Vâng, ly rượu hạnh phúc nhất hai bác cũng đã được chứng kiến đại diện cho hai phái đoàn. Chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong ngày hạnh phúc. Một lần nữa được trân trọng kính mời. Vâng, trân trọng được kính mời, cảm ơn các bác rất nhiều. Và mời ban tiếp tân để hai ghế ra chỗ vị trí của cô dâu chú rể. Trân trọng kính mời ban tiếp tân. Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn hai bác trưởng đoàn và xin mời bác tiếp tục trở về hai vị trí danh dự, tiếp tục chứng kiến câu chuyện tình yêu của cô dâu chú rể trong ngày vui hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, và những món quà của tập thể quý vị với những tràng pháo tay từ đầu chương trình đến giờ đó chính là những món quà không tiền bạc nào có thể mua được. Vậy thì ngay lúc này đây xin mời cô dâu chú rể có khoan hãy ngồi ạ. Hai em có thể di chuyển trở về những dãy bàn tiệc ạ, để đi rót những chén trà yêu thương nhất. Cảm ơn sự diện tập thể quý vị không ạ? Chật quá đâu ạ. Vâng, mong quý vị thông cảm ạ, sân nhà của chúng tôi có phần chật hẹp thì xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng an tọa thai trí đẹp nhất ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, người Hải Dương trăm thương ngàn mến, đất Hải Dương trong bến ngàn thương, để rồi về Hải Dương thì lòng bồi hồi như về với người thương, để rồi về Hải Dương lòng bồi hồi như về với cố hương. Và trong không khí vô cùng yêu thương phấn khởi này thì phải đoàn họ nhà trai chúng tôi xin được gửi tới đặc biệt một món quà âm nhạc dành tặng cho các đoàn họ nhà trai nhà gái đến từ Hà Nội đúng không ạ? Vâng, một ca khúc viết về Hải Dương thân yêu, một sáng tác nghệ sĩ Trần Minh, Nhớ về Hải Dương. Xin quý vị cùng lắng nghe và thưởng thức. Xin quý vị một trăm tay để cổ vũ cho Hồng Ánh với một ca khúc được mang tên Nhớ về Hải Dương. Và quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Quý vị hãy nở những nụ cười thật tươi cùng với những tràng pháo tay thật lớn để tiếp tục chúc phúc, chúc duyên, chúc thể thanh toàn của cô dâu Thanh Huyền trong ngày vui hôm nay đúng không ạ? Vâng, thật lớn và rộng rã hơn đúng không ạ? Và ca khúc này thì thế mong muốn rằng tất cả quý vị sẽ cùng với những niềm vui, niềm hoan ca, chúc phúc cho dân cô dâu chú rể. Một sáng tác của nhạc sĩ Trần Minh, Nhớ về Hải Dương. Hải Dương cuộc đời cho quê mình ra.
hợp các bài âm nhạc xin được dành tặng đặc biệt với các bạn ở đằng này trong chương trình lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin được kính chào nhiệt một trăm phần trăm thật to nữa để cổ vũ cho Ngọc Ánh rất nhiều qua một ca khúc ca ngợi quê hương Hải Dương và hòa với trong không khí buổi tối hôm nay. Trân trọng được kính mời toàn thể quý vị các anh chị và các bạn chúng ta tiếp tục ăn trầu uống nước để chúc mừng cho đôi đôi liên tục chương trình bất ngờ đặc biệt. Ban tổ chức được đón nhận một tiết mục rất đặc sắc, đó là gửi trọn tình cảm tới quan viên hội nhà trai và gia đình nhà gái, và đặc biệt nhất là để tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay với một ca khúc được mang tên Chiếc Khăn Phiêu, do chính ca sĩ chuyên nghiệp của gia đình, đó là bố của chú rể, lên sân khấu để hát tặng. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật to lên để cổ vũ cho nam ca sĩ Quang Thắng đến từ VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Và xin được cảm ơn rất nhiều. Kính thưa toàn thể các cô, các ông, các bà, cô dì, chú bác, sự hiện diện của toàn thể quý vị hôm nay là một niềm vui lớn của gia đình. Và để cảm ơn toàn thể các quý vị trong ngày hôm nay, xin gửi tới toàn thể một ca khúc được mang tên Chiếc Khăn Phiêu, và bố cũng xin chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Mọi người vỗ tay đi. Yeah.
Nhất của Hải Quan đã lên hát tặng quan viên họ để chúc mừng hạnh phúc cho đôi. Hát rồi ta lại hát thêm, hát cho hai họ bốn bên vui mừng và trong ngày hôn lễ tưng bừng, hát cho hai họ ta thêm mừng thêm vui. Và quý vị các anh chị chúng ta phía dưới có cô bác nào giơ tay xung phong lên góp vui không ạ? Các cụ thường nói rằng hát nên cho má em hồng, mà cho môi em thắm lấy chồng ngày mai. Hát cho trái đất ngừng quay, hát cho trai gái cũng phải say về tình. Bài hát thì không mất tiền mua, nếu mà không hát thì cũng bất phần như chơi. Có cô bác chị nào của gia đình nhà gái chúng ta lên tham gia không ạ? Mời các bác anh các chị. Vâng, nếu như không hát thì lại tiếp tục mất phần như chơi. Sau đây quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng quay về với một ca khúc quan họ được mang tên Chảy Hội Xuân, Vũ Huy Ngọc Ánh thể hiện. Xin quý vị một dành một tràng pháo tay thật to lên để cổ vũ cho ca khúc này. Vâng, xin trở lại với tất cả quý vị với một không khí vô cùng vui tươi phấn khởi trong buổi trưa ngày hôm nay với Chảy Hội Xuân, một làn điệu dân ca quan họ. Và mặc dù em mặc một cái bộ như thế này, tuy nhiên rằng ngày hôm nay thì đúng thật là người vốn trọng chữ tình, mong muốn là gửi tới toàn thể bà con, đặc biệt là phái đoàn họ nhà gái những tình cảm yêu thương nhất với những làn điệu nhẹ nhàng sâu lắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, cô bác anh chị và các bạn trẻ năm đứa thân mến, mọi người đến đây với tấm lòng phấn khởi, qua tưng bừng khoe sắc thắm đồ vui, mọi người đến đây cũng rào rực bồi hồi mừng duyên mới 100 năm hạnh phúc và thấy chim bay giao ước hẹn tình xưa. Đông này anh đón em về, đông sau sẽ đứng đầu hè bồng cô quan. Vừa rồi có một cô áo đỏ trỏ sang cô áo trắng, và cô áo trắng thì lại bắn cô áo nâu. Cô nâu hỏi anh ơi chương trình đã hết đâu mà đã có người đứng dậy. Và ban chúng tôi cũng có lời nói rằng hôm nay trai gái trẻ già hát hò trò chuyện thật là rôm vui. Lướt pha cũng mấy tuần tàn, chương trình văn nghệ cũng còn đan rất nhiều. Và tiếc rằng trời đã sang chiều, tình hình đường xá các cụ ở rất xa, mà các cụ thì tuổi tác lại già, về dự đám cưới thật là vui thay. Vội vàng mặc chiếc áo dài, rất thằng cháu nhỏ đi cùng cho vui. Và đường xa xa thẳm ai ơi, tôi đi đám cưới cháu tôi mừng. Nhờ ban tổ chức thưa cùng, cuộc vui có lẽ tạm dừng từ đây. Ngoài trời đang có cơn mưa, bà con cũng phải về lo việc nhà. Và ban tổ chức chúng tôi chính thức tuyên bố buổi lễ thành hôn của cô dâu và chú rể trực tiếp quay ở trường quay F12 của gia đình nhà trai. Đến đây là hết. Thay mặt gia đình một lần nữa xin chân thành được cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và rất nhiều. Và thay mặt gia đình trân trọng được kính mời quan viên hay họ của gia đình nhà gái và bộ phận của phái đoàn đón đưa dâu, chúng ta sẽ cùng ở lại với gia đình để dự bữa tiệc chung vui trong buổi chiều hôm nay. Thay mặt gia đình được trân trọng kính mời.